Hi, chào tất cả các bạn đã trở lại trong loạt series tập học cho Khmer của chúng ta ngày hôm nay. Bài mới thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để phân biệt được đâu là cái cơ số điểm trong tiếng Campuchia. Các bạn thấy hôm nay chúng ta học ba cơ số đầu tiên ha. Mui, Pi, Pai, 1, 2, 3. Đó, đây là ba số đầu tiên mà chúng ta sẽ học. Mui, Pi, Pai. Này, sau khi các bạn biết được mui pi pai rồi thì các bạn biết nè, đây là mui thì các bạn viết để viết theo tập, viết theo chữ này các bạn thấy không? Chúng ta viết từ từ đó, đồ theo những cái chữ này thì các bạn tìm thấy trên mạng cũng được, hoặc là các bạn nhìn nè, theo cách viết là bắt đầu từ một cái vòng bên trong đi ra ngoài đó, như vậy để chọn những chữ này rồi mui này, mui như vậy thì bạn cứ viết ha, là số 1, pi số 2. Đây, bắt đầu các bạn viết thì một á là các bạn viết từ bên trong này, bên này viết lên xuống xong dòng ra đây bi nè, mình bắt đầu từ giờ đầu tiên hết là mình bắt từ cái vòng nhỏ từ bên trong này, chọn ra lên xuống một chút lên rồi vòng qua đây này, bi đây là số 2, pai đây là số 3. Bắt đầu bằng viết các bạn thấy không? Đây nè, mình bắt viết bắt đầu từ đây chọn lên. Đây nè. Nó có 3 nét như vậy. Bay ha. Bạn viết bằng đồ thử vô đây. Bay. Đây là ba cái số 1 2 3, số căn bản đầu tiên trong hệ số tiếng Campuchia ha. Tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh máy nó. Thì các bạn nhớ không? Đánh máy thì quay trở lại cái phần bàn phím của mình. Đây là phần giao diện của bàn phím, thì thông thường thì số điểm nằm ở vị trí 1, 2, 3 trên này, bạn cứ cần rõ đánh máy vô thôi. Ví dụ mình mở lên cái mui pi pai thì bạn gõ được đi số điểm. Đầu tiên hết là các bạn phải chuyển ngữ, đầu tiên phải chuyển từ cái hệ ngôn ngữ khác sang hệ ngôn ngữ của tiếng Campuchia. Ở đây mình chọn rồi nè, tiếng Khmer, rồi sau đó các bạn bắt đầu dùng bàn phím thôi. Mui pi pai là tương ứng với 1, 2, 3, số điểm 1, 2, 3 của mình đó. Mà viết rất đơn giản, rất dễ dàng, đánh máy dễ hơn so với bạn viết tay đúng không ạ? Cách thứ hai nữa thì website thân thuộc của mình, thì bạn quay trở lại website của mình. Đây, website của mình thể hiện cho bạn số điểm rất rõ ràng. Mui pi pai, đây, tương ứng 1, 2, 3, bạn nhìn thấy mui pi pai. Mui pi pai. Đó, như vậy thì bạn xác định được đâu là số nào chưa? Mui. À, mui, mui. À, ba số 1 bi bi bi, ba số 2 bay bay bay, ba số 3. Như vậy thì các bạn học được ba số. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn số điểm, à, ba cái số đầu tiên cần phải học à, trong số điểm mui bi bay. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video này, hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Xin chào.